Vào sáng ngày 4 tháng 1 thì rất nhiều chủ xe ô tô đã phát hiện xe của mình bị mất hoặc là bị phá hỏng gương khi mà đỗ xe ven đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, nhiều người dân trong khu đô thị ngoại giao đoàn bất ngờ phát hiện hàng loạt ô tô đỗ dọc đường Hoàng Minh Thảo hướng từ đường Võ Tri Công, Phạm Văn Đồng bị kẻ gian bẻ, phá gương chiếu hậu. Ngoài ra còn một số xe đỗ trong nội khu ngoại giao đoàn cũng bị tình trạng tương tự nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt vào sáng cùng ngày để ghi nhận hiện trường làm việc với các chủ xe công an phường xuân tảo cũng cho biết hàng đêm tại đường hoàng minh thảo có hàng trăm mô tô đỗ xung quanh các tòa chung cư nhưng không có người trông cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện cần nâng cao cảnh giác đề phòng kẻ xấu lợi dụng để trộm cắp hiện nguyên nhân của sự việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và làm rõ